đây mình có hai củ khoai môn, mình gọt vỏ. Mình gọt vỏ xong rồi, coi củ khoai môn nè, nhìn thấy ngon ghê không? Mình gọt xong rồi mình cân cũng được gần 2 kg, cái chín 2 kg. Bây giờ mình chặt đem đi ra luộc ha. Mình chặt chặt khoai môn nhỏ nhỏ cho mình luộc. Sắc cẩn thận để không thôi đứt tay nha. Đó, mình sắc từng khoanh vậy. Mình chẻ lại. Mình chẻ mình tư vậy nè, mình luộc. Bỏ vô nồi nước mình luộc. Mình nấu cho nó mềm đi. Khoai môn mình luộc mình nấu vậy lên nó thơm dữ lắm. Ở đây mình có 1 ký chín, 2 củ mình gọt vỏ rồi. Đây là khoai môn nè các bạn. Mình làm nhất mức khoai môn, nhân khoai môn á. Đây là mình sơn nhân nè. Thơm ngon ghê luôn á. Đây mình có 1 ký chín khoai, mình cân lên, mình gọt vỏ rồi mình đem cắt khúc đem đi luộc. Luộc rồi mình tán ra, mình có máy thì mình bỏ vô máy xay, còn không có máy thì mình tán tay cũng được, không sao hết. Mình cho vào cái máy quay. Nhà mình có cái máy quay, mình cho vào mình quay. Giờ nó cũng mịn nè, nhưng mà nó cũng không được mịn lắm. Nhưng mà mình ăn cái nhân vậy cũng ngon lắm rồi. Đây mình cho 700g đường vào. Đây mình cho 700g đường. Mình vào mình sơn lửa nhỏ. Mình sơn với lửa nhỏ ha. Mình xào cái nhân hoài vậy nè. Mình cho nửa ký dầu vô luôn. Mình chia làm 4 lần. Mình cho từ từ vào nha. Mình sơn trước khi nào cho nó sánh lại, cho nó mịn lại thì là được. Một chút nữa mình cho bột nếp vào thêm nữa cho cái nhân của mình nó đứng. Chứ này mình không có bột nếp á, thì nó cái nhân nó sẽ chảy đi á, nó không có đứng cái bánh á. Mình phải cho bột nếp vào. Mà trước tiên là mình phải xào cái nhân như vậy nè. Cho nó mịn, nó quện dầu, cho nó thấm dầu ăn và đường. Mình nhớ mình cũng phải bỏ vô một ít muối nha, cho nó đậm đà cái nhân của mình á. Đây là nhân khoai môn, nhìn thấy ngon ghê chưa, đẹp quá. Và kế tiếp mình cũng cho bột nếp từ từ vào nè. Mình xào cho cái nhân của mình nó quện đều lại với nhau. Theo cứng cái tay mình quậy cứng á, thì cái nhân của mình nó lại sẽ được ha. Sau khi mình sơn khoai môn xong thì mình cho hạt bí vào. Mình không có hạt dưa thì giờ mình xài hạt bí, thế hạt dưa cũng ngon lắm các bạn. Đây là nhân chay. Ai muốn cho lòng đỏ thì cho vào, còn không cho thì thôi cũng được, không sao hết. Đây là lòng đỏ trứng gà ở nhà mình làm luôn nè. Thì mình cho vào giữa. Một phần thì mình không cho đậu vào, một phần thì mình có đậu mức hạt bí. Hạt bí rất là ngon, giống hạt dưa dễ sợ không. Mình đâu cần xài hạt dưa đâu, giờ xài hạt bí cũng ngon lắm. Thôi bây giờ mình bắt nhân ha. Ở đây. Xin chào các bạn. Hôm nay là mình làm nhân khoai môn nè các bạn. Mình làm nhân khoai môn. Nhân khoai môn không có hột bí, và nhân khoai môn có hột bí. Mình làm hai thứ. Ở đây là bột. Mình cân ra từng cục như vậy nè, 900g.
900 gram bột, 9 gram, 9 gram bột thì mình làm được một cái bánh. Mình không có cho bột nhiều. Đây là bột. Rồi cuối cùng mình cán cái bột đó ra. Thì bây giờ mình quấn nhân nha. Mình cho nhân vào. Bây giờ mình cán cái phần bột vỏ áo của cái bánh ha. Mình cán đều ra. Mình tha cái cây cho đừng có bị dính. Mình cán mỏng ra. Rồi mình cho nhân vào ngay giữa. Đây là cục nhân. Mình dò nhân sẵn rồi mình bọc lại giống như nhân chà cho nước vậy đó. Đó, mình quấn lại từ từ vậy nè. Cho nó đều lại với nhau. Rồi đều xong hết rồi bắt đầu mình ấn khuôn luôn. Mình ấn cái khuôn. Đây nè, đây là cục mình quấn sẵn rồi nè. Giờ mình bỏ vô khuôn mình ấn nè. Mình cho từ từ. Mình đè xuống. Đây mình có cái khuôn nè. Mình không có cái khuôn nhúng. Mình xài cái khuôn thường nè. Nhấn bằng tay. Đó. Mình đè cho chặt xuống 4 góc. Mình càng nhấn chặt á, thì cái bánh nó càng ngon. Bây giờ để mình lấy bánh ra coi. Cái bánh nè. Mình đẩy từ từ lên. Mình lấy nhẹ nhẹ tay lấy cái bánh ra. Đó, các bạn thấy cái bánh không? Nhìn cái bánh đẹp chưa? Này nó hơi lòi cái nhân ra rồi nè con. Rồi mình để đây. Bánh của mình đã ấn khuôn rồi nè các bạn. Nhìn thấy cái bánh đẹp chưa? Đó, cái này là nhân khoai môn nha. Bây giờ mình đem đi nướng nha. 10 phút bỏ vô bếp. Nướng 10 phút. Mình lấy ra ở nhiệt độ 300 độ nha. Ở nhiệt độ 300 nướng 10 phút. Giờ mình đem đi nướng thôi. Đây là phần bánh của mình nướng đã được 10 phút rồi nè các bạn. Đây là bánh 10 phút. Cái màu nó như vậy nè. Nó trắng đục như vậy nè. Đó, 10 phút mình lấy ra. Và đây là mình có một cái bình nước, bình xịt vậy nè, bình nước, cái vòi xịt. Mình xịt đều vào cái bánh hết. Mình xịt sơ qua nè. Đó. Như là xong rồi đó. Mình đem đi để cho thật là nguội ha. Rồi sau đó mình mới phết màu nha. Đây là phần màu mình pha nè. Trứng, dầu, dầu hạt điều, nước màu, sữa. Đó, đây là phần màu là mình nước nữa, một muỗng nước. Mình cho một muỗng nước vào. Mình quậy đều lên. 2 muỗng sữa, 2 muỗng dầu điều, 1 muỗng canh dầu, 2 muỗng
nước màu, hai cái trứng lòng đỏ. Đó, mình pha loãng đều nhau hết như vậy. Mình đem đi phớt nha. Đây là bánh của mình đã xịt nước qua. Khi mình là nướng bánh 10 phút, mình lấy ra, mình xịt qua nước lạnh ngay lập tức. Thì mình đem đi để chỗ nào mát đó, cho nó khô hẳn cái bánh hết nha, nó không còn nóng nữa. Khô hẳn cái bánh hết thì giờ mình mới phết màu lên. Mình phết màu mình cho từ từ vậy nè. Đó, đều hết cái bánh. Các bạn thấy không? Mình cho từ từ vào. Giờ nhớ phớt xung quanh của cái bánh luôn nha. Đó, mình làm như vậy cho tới khi nào cái bánh của mình nó đều hết thì mình đem đi nướng lại 12 phút hoặc 13 phút nữa. Đây là phần bánh của mình, màu đã phớt xong rồi nè các bạn. Nhìn thấy đẹp ghê không? Đó, mình đã phớt xong rồi. Thì mình đem đi vô lò nướng trở lại với nhiệt độ 300 và nướng 12 đến 13 phút nha. Thôi mình đi đem đi nướng. Bánh mình đã nướng chín rồi nè. Sau khi nướng chín mình để cho nguội, hoàn toàn hẳn nguội hết. Sau mình mới cho vào bịch. Mình mới cho vào bịch từng cái như vậy nha, để bảo quản được lâu. Còn nóng mình cho vô bịch liền không có ngon.